Chào các bạn học sinh. Trong video này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng tài khoản siêu trí nhớ học đường nhé. Sau khi kích hoạt tài khoản học thì các bạn sẽ lần lượt học các phần trong khóa học của mình. Đầu tiên, các con sẽ vào phần video kỹ thuật ghi nhớ để học về quy trình học thông minh. Ở phần này thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con 6 bước chuẩn bị bài ở nhà, 3 việc cần làm ở trường, 4 việc phải làm khi về nhà. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải chuyển dữ liệu thành hình ảnh? Những dữ liệu bằng hình ảnh thì được ghi nhớ nhanh, dễ dàng và ở lại trong não của chúng ta lâu hơn. Vậy nếu chúng ta biết cách chuyển đổi tất cả các con chữ, con số, ký hiệu trở thành những hình ảnh sinh động thì não bộ của chúng ta sẽ ghi nhớ một cách rất là dễ dàng. Trong quá trình rèn luyện, nếu não bộ của chúng ta được tập quen dần với việc tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh thì về sau khi chúng ta truy xuất dữ liệu cần, hình ảnh đó cũng sẽ hiện ra trong não chúng ta nhanh hơn. Ở phần này thì các con sẽ được thầy Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn chi tiết từng kỹ thuật, bao gồm 11 kỹ thuật và ứng dụng của từng kỹ thuật đó. Trong từng kỹ thuật, thầy sẽ hướng dẫn cho các con cách thực hiện, cách để rèn luyện như thế nào để thành thạo kỹ thuật ấy. Trong mỗi kỹ thuật đều có các ví dụ mẫu cho các con tham khảo. Trường hợp các con khi mà mới học chưa quen với việc tưởng tượng thì thầy còn chuẩn bị cho các bạn sẵn sàng những bộ mã mẫu gợi ý cho các con. Ví dụ như bộ mã con số hoặc bộ mã chữ cái tiếng Anh, bộ mã ký hiệu. Mỗi kỹ thuật chúng ta sẽ ứng dụng cho những môn khác nhau. Trong thời gian rèn luyện thì các con sẽ vào phần tham khảo để xem các bài giảng của thầy cô cũng như các bài tóm tắt kiến thức để áp dụng vào thực tế các bài học ở trên trường. Từng khối lớp, từng môn học, từng bài chi tiết các con đều có những cái sơ đồ tóm tắt kiến thức theo phương pháp sơ đồ tư duy. Các con có thể sử dụng những bài tóm tắt này để chuẩn bị trước bài ở nhà, ôn tập kiểm tra, thi học kỳ. Các con dễ dàng ôn lại toàn bộ bài học với thời gian trung bình từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Các con sẽ có 4.000 bài vẽ để tham khảo những môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa, sinh, anh cho toàn bộ chương trình học ở trường. Mỗi bài giảng, thầy cô chỉ được giảng tối đa 15 phút dựa trên mọi sơ đồ diễn hoạt kiến thức rõ ràng, dễ hiểu. Nhờ những video này mà các con nắm được nội dung bài học nhanh chóng, có thể coi đi coi lại nếu muốn. Nhiều học sinh đi học không hiểu bài mà không dám hỏi nên bị mất cân bản dẫn tới sợ và chán học. Mỗi bài giảng đều có song ngữ Anh Việt giúp các con được đắm chìm trong môi trường Anh ngữ để phát triển năng lực ngoại ngữ, trở thành những công dân toàn cầu thực thụ. Các con sẽ vào từng khối lớp, từng môn học, từng bài để xem từng bài giảng chi tiết. Bên cạnh các ebook trực tiếp trên website khi mua một tài khoản siêu trí nhớ học đường, các con sẽ được tặng thêm một quyển sách giấy để hỗ trợ trong quá trình học. Nội dung trong sách cũng chính là những nội dung trong phần bài giảng của thầy về các kỹ thuật ghi nhớ, những ví dụ mẫu. Khi các con có những bài tập nào mà khó hiểu, khó nhớ thì các con chỉ cần chụp hình bài và gửi lên diễn đàn. Đội ngũ siêu trí nhớ, siêu trí tuệ và thầy cô sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các con. Ôm lại toàn bộ bài học với thời gian trung bình từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Bên cạnh tài khoản siêu trí nhớ học đường, các con có thể tham khảo thêm bộ môn công cụ hỗ trợ trong quá trình luyện tập, sách kích hoạt thiên tài sáng tạo và bộ flash card số. Bộ sưu tập 1.000 hình vẽ sketch note theo chủ đề là một công cụ tư duy hình ảnh, hướng dẫn luyện vẽ bằng tay trái, tay phải và vẽ ngược, giúp kích hoạt sự phát triển toàn diện của hai bán cầu não trái và phải, thỏa sức sáng tạo và tối ưu năng lực não bộ. Thiết kế song ngữ Việt Anh sẽ giúp các con dễ dàng ghi nhớ 1.000 từ vựng tiếng Anh thông dụng để giao tiếp một cách tự tin, phù hợp với các con từ lứa tuổi mầm non, học sinh và cả người đi làm. Bộ flashcard số, bộ thẻ mã hóa các con số sang hình ảnh giúp chúng ta có cơ sở dữ liệu để ghi nhớ các kiến thức một cách dễ dàng. Cả học sinh và người lớn đều có thể học.
vào mỗi thứ năm hàng tuần. Tại Tâm Chiến Lực có tổ chức buổi thi dành cho các bé đã học siêu trí nhớ học đường qua Zoom, livestream với nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn. Các con sẽ theo dõi fanpage Nguyễn Phùng Phong và tham gia cuộc thi tại đây. Sẽ có 2 khung giờ dành cho các con. Cấp 1 là từ 18:45 đến 20:00. Cấp 2 và 3 thì sẽ là 20:15 cho tới 21:30. Siêu trí nhớ học đường chính là bộ công cụ để giúp các con có những giờ học thật vui vẻ, nhẹ nhàng, giúp các con có nhiều thời gian nghỉ ngơi vui chơi. Cảm ơn các con đã xem đến cuối video.